trong tư duy lý luận của Đảng. Quan điểm lấy dân làm gốc phải được thực hành thông qua tính dân chủ, bảo đảm nhân dân được tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích cuộc sống của nhân dân. Với định hướng đó, quy chế dân chủ được Đảng ta chỉ đạo xây dựng tại cơ sở, cấp ủy chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận và huy động được sức mạnh toàn dân trong xây dựng và phát triển đất nước, trở thành động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển, đổi mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giai đoạn đổi mới đất nước, việc vi phạm dân chủ ở một số khu vực nông thôn đã diễn ra khi nhân dân phải đóng góp xây dựng hạ tầng đường, trường, trạm, nhưng không được bàn bạc. Mức đóng góp quá sức dân đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, dẫn đến hệ quả là mất an ninh và trật tự xã hội ở một số địa phương. Trước tình thế đó, ngày 18 tháng 2 năm 1998, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 30 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ thị nhấn mạnh, khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là nơi cần thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất, nhằm cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết số 45/1998, pháp lệnh số 34/2007, Chính phủ ban hành các nghị định số 29/1998, 71/1998, 79/2003 về ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính nhằm tạo ra cơ chế cụ thể về quyền làm chủ của nhân dân. Đảng Nhà nước ta đã gọi là chỉ ra rất là rõ các cái gọi là bước của làm chủ, là từ biết đến những cái kế hoạch tham gia vào xây dựng hiến pháp, xây dựng luật, xây dựng những cái văn bản mang tính chất pháp quy, xây dựng cả hương ước của làng nữa. Rồi từ cái việc là biết, bàn và người dân là làm, tham gia vào làm, đúng không ạ? Đồng thời là kiểm tra và đồng thời là được hưởng thụ. Thì đấy là chính thể hiện một cái sự dân chủ tuyệt đối, thể hiện một cái sự gọi là quan tâm của Đảng Nhà nước ta đến người dân. Một trong những biểu hiện sinh động nhất của thực hành dân chủ ở cơ sở chính là thành quả xây dựng nông thôn mới. Với quan điểm nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân có quyền trực tiếp tham gia, quyết định, giám sát các hoạt động để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, trở thành chủ thể chính, động lực quan trọng, đưa phong trào này lan tỏa rộng khắp cả nước. Tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tuy có xuất phát điểm thấp, nhưng nhờ sự tin tưởng và đồng thuận cao của người dân, địa phương này đã thành công về đích nông thôn mới vào năm 2020. Người dân được tham gia bàn bạc, góp ý, đưa ra phương án khi triển khai các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi, ủng hộ thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, cùng nhiều nội dung khác. Kết quả đã mang lại cho huyện Nga Sơn một diện mạo hoàn toàn mới, đồng bộ, hiện đại. Bức tranh nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, thu nhập và mức sống của người dân được nâng cao rõ rệt. Trong các cái công trình mà xây dựng cơ sở hạ tầng ấy, ở thôn là đều cử ra một cái ban xây dựng nông thôn mới là từ 10 đến 15 người. Tức là hàng ngày các công trình đều có nhân dân, tức là giám sát. Đấy. Và các cái vật liệu mà để mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng ấy, đều được cái ban giám sát ấy, người ta đến tận nơi cái vật liệu xây dựng để mà người ta mua. Cho nên là cái giám sát là rất là dân chủ và được nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Triển khai một cái vấn đề gì đó, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoặc là các cuộc họp trong thôn thì về cơ bản là dân cũng hưởng ứng và đi họp và cũng tạo điều kiện để cho ban lãnh đạo thôn làm việc. Tất cả cái ý kiến của người dân ấy, thì bọn tôi sẽ tiếp thu và tổng hợp và sẽ nếu như trong tầm trong cái khả năng bọn tôi trả lời ngay thì bọn tôi sẽ trả lời cho dân luôn, mà không nữa thì phải có bàn bạc họp lại tổng hợp ý kiến rồi sẽ trao đổi sau.
Tính từ thời điểm bắt tay vào xây dựng nông thôn mới vào năm 2010 cho đến nay, huyện Nga Sơn đã huy động được hơn 5.500 tỷ đồng từ sự đóng góp của nhân dân, tương đương với 55% tổng số nguồn vốn mà địa phương này đầu tư cho chương trình. Người dân tham gia thảo luận mức đóng góp, phân bổ kinh phí, việc thu, chi được công khai minh bạch để nhân dân được tham gia giám sát. Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập ở mỗi thôn để đại diện cho bà con đứng ra kiểm tra việc thực hiện quy hoạch có đúng với mục đích và quá trình thi công có đúng với thiết kế hay không, giám sát tiến độ và chất lượng công trình. Làm tốt cái vấn đề về huy động sức dân và công khai minh bạch trong các khoản đóng góp của nhân dân để làm sao đó là các công trình phúc lợi thực sự phục vụ cho lợi ích của nhân dân, để mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người dân. Chúng tôi xây dựng nông thôn mới, rồi nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, là đến thời điểm này không có đơn thư, không có khiếu nại và cũng không có một vấn đề gì xảy ra. Bằng việc phát huy tốt quy chế dân chủ, đúng với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, khi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới chuyển sang giai đoạn cần phải nâng cao các tiêu chí, huyện Nga Sơn tiếp tục vận động nhân dân hiến gần 7.200 m² đất, trị giá 22,9 tỷ đồng và gần 1.100 m² các công trình trên đất để làm giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, trong đó nhiều mặt bằng phục vụ cho những dự án quan trọng của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa. Dân chủ rộng rãi đã làm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với bà con, phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong nhân dân, từ đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. Nhân dân đã tham gia, thứ nhất là về cái bảo đảm vệ sinh môi trường, cái thứ hai là hiến đất để mở rộng đường giao thông và kêu gọi con em đang công tác ở mọi miền Tổ quốc có ủng hộ về vật chất, tinh thần và động viên người dân trong xã, trong thôn luôn luôn là tích cực tham gia. Và chúng tôi phân công cho cán bộ là trực tiếp xuống cơ sở, rất là phải sâu sát và phải nắm bắt tình hình trong dân để cái gì khó để tháo gỡ kịp thời. Cái mục đích cuối cùng là khi chủ trương, nghị quyết của Đảng đề ra là phải thực hiện, và cán bộ là phải luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong nhân dân. Người dân thì không có cái tính trông chờ ỷ lại vào cái sự đầu tư hỗ trợ của cấp trên. Có nhiều cái phong trào chúng tôi đánh giá là rất là tốt. Ví dụ như là cùng với cấp ủy chính quyền để chỉnh trang đường làng ngõ xóm, củng cố và xây dựng các cái thiết chế văn hóa, và đã mang lại cái bộ mặt của nông thôn trên địa bàn huyện Nga Sơn rất là sáng xanh. Dựa vào sức dân, dựa vào đặc thù của từng làng, từng thôn, từng xóm thì người dân đã tích cực tham gia và có thể nói là đã đạt được các cái yêu cầu mà cấp ủy và chính quyền cũng như là các cấp đã đề ra. Từ phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra của Đại hội 8 đến Đại hội 13 của Đảng đã bổ sung hai điểm mới là dân giám sát và dân thụ hưởng. Việc bổ sung hai điểm mới này đã làm cho tổng thể phương châm dân là gốc trở nên sâu sắc, nhân văn hơn về vị trí, vai trò của nhân dân, chủ thể quyền lực nhà nước. Đồng thời cũng cho thấy Đảng không chỉ chú trọng đặt nhân dân vào trung tâm các quyết sách của mình, mà còn luôn tạo điều kiện để nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Cụ thể hóa nội dung này, tỉnh Bắc Giang đã triển khai một cách sinh động thông qua mô hình chính quyền thân thiện, với mục tiêu xây dựng được đội ngũ cán bộ thân thiện, hoạt động chính quyền thân thiện và môi trường làm việc thân thiện. Ở cái mô hình này thì lần đầu tiên là người dân được phép đánh giá về hoạt động của Ủy ban Nhân dân, về hoạt động của người đứng đầu Ủy ban Nhân dân cấp xã, là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phường, thị trấn. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thì nó đã được hiện thực hóa và nó đem lại cái lợi ích rất là thiết thực cho người dân ở dưới cơ sở bằng cái việc chuyển động của cái bộ máy chính quyền ở dưới cấp cơ sở trong cái việc giải quyết các thủ tục hành chính, trong việc giải quyết các quyền lợi của người dân thông qua được cái việc là chuyển từ cái hành chính sang cái phục vụ. Những khẩu hiệu treo ở bộ phận một cửa luôn nhắc nhở cán bộ công chức thực hiện tốt 4 xin, gồm xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép. 4 luôn, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Và 5 không, không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn phiền hà, không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm,
không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, không xu nịnh, chạy trọt, gian dối, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ. Đầu tiên là về trang phục, phải đảm bảo sao là tôn trọng công dân khi mình hướng dẫn thủ tục họ. Thứ hai đó là về các kiến thức, kỹ năng thì mình phải hoàn thiện trau dồi hơn. Đồng thời là cũng nắm bắt tâm lý của từng cá nhân, có những cái bác là cũng hơi lớn tuổi một chút rồi, có khi là hơi khó khăn trong thủ tục thì các bác có những phản ứng không hài lòng. Thì trước những tình huống như đó thì mình có cách xử lý như thế nào để người dân là vừa cảm thấy rằng là họ được việc của mình, thứ hai là hài lòng với cách giải quyết của cán bộ công chức. Hoạt động của chính quyền mềm hóa, vận động theo hướng tích cực, cả khối lượng lớn công việc đã được thực hiện công khai, minh bạch, thủ tục hành chính, quy trình giải quyết. Duy trì hệ thống truyền thanh thông minh, hệ thống tin nhắn trả kết quả cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch, xây dựng hòm thư góp ý, địa chỉ Zalo, Facebook, tiếp nhận ý kiến đóng góp, lắp đặt thiết bị điện tử, đánh giá công chức tại bộ phận một cửa. Các tổ chức chính xã hội họ sẽ hướng dẫn công dân để họ lấy ý kiến đánh giá nhận xét. Bên cạnh đó thì Ủy ban dân phường cũng có một kênh riêng, đó là hòm thư góp ý trực tiếp hoặc là hòm thư điện tử của Đảng ủy lấy ý kiến đánh giá của nhân dân. Hàng tuần và hàng tháng thì là sẽ có một cán bộ đầu mối tổng hợp tất cả các ý kiến đánh giá được nhận qua cái hòm thư góp ý. Sau đó thì là có một công văn triển khai tới cán bộ chuyên môn để giải quyết, mà khi có kết quả thì gửi tới công dân để họ biết được là ý kiến của họ, nguyện vọng của họ đã được giải quyết đến đâu. Chúng tôi có các cái app rồi các cái mã QR từ giám sát bằng cái mã đấy, rồi từ việc quy chế dân chủ cho đến các cái phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương trong các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế, đó là phản ánh cái những cái việc liên quan đến công tác trật tự đô thị, xây dựng, rồi liên quan đến các cái mâu thuẫn thì đều được chúng tôi tiếp thu, tiếp nhận qua các cái mã QR, và từ đó thì chúng tôi cũng nắm được cái tình hình từ các cái tổ dân phố trong nhân dân và có cái chỉ đạo trực tiếp mà sâu sát và giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, tránh những cái điểm nóng phát sinh. Người dân đã trực tiếp giám sát hoạt động của cán bộ công chức, từ đó góp ý để điều chỉnh những biểu hiện còn chưa tốt trong tác phong, lề lối làm việc. Và chính người dân cũng là đối tượng được thụ hưởng những thành quả từ sự góp ý đó thông qua thay đổi tích cực của bộ máy công quyền. Nội dung mà có thể là còn hạn chế, còn tồn tại cũng như còn chậm thì người dân đã phản ánh trực tiếp ngay qua các cái ý kiến, qua các cái cuộc khảo sát, đồng thời trên các hệ thống các trang mạng như trang ý kiến đô thị của thành phố hoặc là cái trang mini app quy chế dân chủ của tỉnh đang triển khai và thành phố tổ chức thực hiện khá hiệu quả, thì góp phần cho nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức đang thực hiện nhiệm vụ ở trên địa bàn để làm sao tiếp nhận được cái thông tin mà chưa đạt chuẩn, mà chưa chính xác thì được khắc phục kịp thời ngay. Chỉ khi nào người dân biết sử dụng và phát huy các quyền dân chủ thì các lợi ích của nhà nước, cộng đồng, các quyền và lợi ích của mỗi người dân mới được bảo đảm. Đây cũng là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của thực hiện dân chủ ở cơ sở. Khi mà thực hiện tốt dân chủ cơ sở thì mọi cái chủ trương, đường lối của Đảng hoặc chính sách pháp luật của nhà nước mà liên quan người dân ở cấp cơ sở thì đều được người dân tham gia. Tham gia từ cái việc là cho ý kiến, tham gia bàn bạc, rồi thì tham gia bằng cả cái việc quyết định. Qua đó thì giúp cho là cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển xã hội địa phương của cấp ủy chính quyền được thuận lợi hơn. Và chắc chắn là những nơi nào mà làm tốt việc đó thì nhân dân ủng hộ, và nhân dân ủng hộ đồng thuận thì chắc chắn là sẽ thành công. Nhận thức về quyền làm chủ của nhân dân ngày càng có những bước phát triển mạnh mẽ cả về lý luận và thực tiễn. Nhân dân không chỉ tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đề ra mà còn tham gia đóng góp, đưa ra những ý tưởng đổi mới, sáng tạo nhằm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nội dung sẽ có trong phần cuối của chương trình, phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 24 tháng 10 trên kênh truyền hình Nhân dân. Mời quý khán giả tiếp tục đón xem.